Đây, đang đi tới cột, mình sẽ không biết cột nào đây. Xem đến cột nào nhé. Đây cột tiếp theo này. Đi đến cột nào đây. Đây là cột số 1 này, nhánh rẽ SN3. Đây trục chính của nó này. Đây cột này. Cột tiếp theo của nó đây. Đó. Như là cột tiếp theo sau cột số 1, cột số 2. Đây, ta nhìn thấy cột số 1 đây. Cột số 1.